Khánh Thư xin được mến chào tất cả quý vị khán giả đang cùng đến với chương trình Hạnh Phúc Con Đường của Đài Phát Thanh và Truyền hình Đắk Nông. Thưa quý vị, khi mà nhìn từ xa thì Khánh Tường sẽ nghĩ đây là một bức tranh được vẽ bằng hai màu đen trắng bình thường thôi. Thế nhưng mà khi ngồi với cự ly rất gần như thế này thì Khánh Tường nhận ra một điều đặc biệt của bức tranh này. Đó là tranh không phải được vẽ bằng cọ hay là màu mực thông thường mà được vẽ bằng đinh và chỉ. Và Khánh Tường thấy rất rõ đinh được lộ ra và những đường chỉ vô cùng uyển chuyển và tinh tế tạo nên cái hồn của bức tranh này. Và ngày hôm nay, nhân vật khách mời của Hạnh Phúc Con Đường chính là tác giả của tác phẩm đặc biệt này. Xin được giới thiệu anh Nguyễn Đức Tính. Dạ, chào anh ạ. Chào bạn Tường. Chào quý vị khán giả. Tác giả của những tác phẩm nghệ thuật đặc biệt này là Nguyễn Đức Tính, chàng trai trẻ sinh năm 1992 tại Tam Kỳ, Quảng Nam, trong gia đình thuần nông. Có năng khiếu và yêu thích vẽ từ nhỏ, nhưng không có điều kiện theo học, nên cũng như phần lớn các bạn trẻ khác, anh lựa chọn học ngành học để có một nghề nghiệp ổn định sau này. Tuy nhiên, dù lúc đi học ngành Việt Nam học tại Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010-2013, hay sau này ra trường đi làm hướng dẫn viên du lịch, làm nhân viên nhà hàng, công ty trang sức hay đầu bếp khách sạn, Đức Tính luôn tranh thủ khoảng thời gian rảnh để gặp gỡ, giao lưu và học hỏi nghệ thuật hội họa từ những bạn theo học trường mỹ thuật. Thậm chí, anh cùng họ rong ruổi trên các tuyến phố, đi bộ để vẽ tranh, bán đồ lưu niệm để kiếm thêm thu nhập. Năm 2018, khi đang làm việc trong một khách sạn, trong một lần lướt web, Nguyễn Đức Tính tình cờ nhìn thấy những bức tranh đặc biệt của một nghệ sĩ Pháp được thực hiện bằng những cây đinh và sợi chỉ. Quá ấn tượng với thể loại tranh mới mẻ này, anh quyết định dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu. Thì được biết, tranh đinh chỉ được phát minh bởi một nhà toán học người Anh, bà Mary Everest Boulay, phát minh vào cuối thế kỷ 19, với tên tiếng Anh là String Art. Đây là một môn nghệ thuật đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên trì và sáng tạo của người nghệ sĩ. Mặc dù vậy, thể loại này hầu như ít được biết đến tại thị trường Việt Nam. Cảm nhận được đây là thể loại nghệ thuật rất phù hợp với bản thân mình, khi không đòi hỏi nhiều về nguyên vật liệu, Nguyễn Đức Tính quyết định tìm kiếm các nguồn tư liệu hiếm hoi thông qua Internet để tự học rồi bắt tay vào thực hiện. Nhưng tranh đinh chỉ không đơn giản như anh hình dung. Mất nhiều thời gian thực hiện, làm hỏng không biết bao nhiêu ván gỗ, làm gần xong thì phải tháo ra làm lại vì sai một đường chỉ. Hay chuyện búa đập vào tay, bung móng chảy máu là rất bình thường. Chưa kể, việc thường xuyên bị hàng xóm than phiền vì sáng tác tranh trong tình trạng quá ồn ào. Thế nhưng, anh vẫn kiên trì và không bỏ cuộc. Sau khoảng 6 tháng, anh đã cho ra đời bức tranh đinh chỉ hoàn chỉnh đầu tiên. Ban ngày đi làm để có thu nhập cho cuộc sống, tối đến lại mày mò làm tranh. Dần dà Nguyễn Đức Tính càng tự tin hơn với những tác phẩm tranh đinh chỉ của mình khi nhận được nhiều lời khen tặng từ hàng xóm, bạn bè, người thân xung quanh. Thế nhưng, họ cũng chỉ nghĩ đây là đam mê nhất thời của chàng trai trẻ này. Mà không hề ngờ đến, anh xem đây là lựa chọn cho sự nghiệp sau này của mình. Tính bắt đầu đem tranh đi bán dạo, ban đầu là tại các cửa hàng quà lưu niệm, các phòng tranh ở khắp Đà Nẵng, Quảng Nam, Huế, nhưng gần như nơi nào cũng lắc đầu với thể loại quá mới này. May mắn, những tác phẩm này lại được một khách sạn hứng thú và mua về trưng bày. Điều này trở thành động lực để Nguyễn Đức Tính tự tin vào thị trường và hướng đi của dòng tranh mà mình lựa chọn. Tranh của Nguyễn Đức Tính gần gũi, chân thực, mang thông điệp về ý nghĩa, về giá trị cuộc sống và ngợi ca vẻ đẹp con người như tình mẫu tử, triết lý Phật giáo, chân dung nghệ sĩ nổi tiếng, danh lam thắng cảnh và cả nội dung trừu tượng. Tất cả được Tính khắc họa một cách sâu sắc, sinh động. Mình đang ngồi kế bên cạnh một bức tranh rất là đặc biệt luôn. Anh có thể chia sẻ một tí về bức tranh đặc biệt này được không? Bức tranh này là cây nguồn sống. Đứa bé đang bú dòng sữa mẹ. Dòng sữa từ ngực mẹ là nuôi đứa bé. Và giống như là một cái cây. Nhưng mà bức tranh này mình có vinh dự là đi tham gia giao lưu với anh em trong hội văn hóa nghệ thuật đồ rất nhiều. Và mình cũng năm ngoái mình có đem tác phẩm đi lên Đắk Lắk thi chương trình nghệ thuật miền Trung Tây Nguyên, liên hoan văn hóa nghệ thuật. Năm này mình cũng đang cố gắng có tác phẩm để đi tiếp năm này, đi Nha Trang, Khánh Hòa. Dạ. Hiện tại bây giờ thì một ngày như vậy là anh dành bao nhiêu thời gian cho việc làm tranh? Trung bình khoảng ngày mình rảnh thì khoảng cỡ 10 đến 15 tiếng. 10 đến 15 tiếng. Dạ. Anh thường làm là ban ngày nhiều hay là vào ban đêm? Đa số là ban đêm. Ban ngày chỉ đóng đinh được thôi. Còn việc mà đan với lại việc sáng tạo thường thường là ban đêm nó yên tĩnh. Chắc là từ nhỏ phải chăng là anh cũng đã ấp ủ cái giấc mơ của mình về nghệ thuật, đúng không anh? Mình đã vẽ từ nhỏ rồi, nhưng mà thực ra mình không có năng khiếu. Nhưng mà do mình rất thích vẽ, lúc lên cấp 2, cấp 3, sinh viên là khoảng thời gian nào mình cũng gắn liền với việc vẽ tranh hoặc là làm các thứ liên quan tới nghệ thuật. Nếu mà thích như vậy thì tại sao anh không theo học một cái ngành chuyên về mỹ thuật hoặc là nghệ thuật luôn mà học Việt Nam học? Là mình thích nghệ thuật, nhưng mà là rất thích lịch sử.
mình cứ vừa làm tranh, mình vừa mở những cái câu chuyện lịch sử mình nghe suốt ngày này qua ngày khác, như podcast mà. Thực ra nói đến nghệ thuật và đặc biệt hội họa nữa thì em cảm nhận là không có một cái giới hạn nào cả, có rất là nhiều sự lựa chọn luôn. Vậy thì cơ duyên nào đã mang anh đến với dòng tranh đinh chỉ này? Tính của mình hồi xưa giờ là mình thích làm những điều mà người khác ít làm. Trước mình học sinh viên ở Huế là mình có nhiều người bạn vẽ tranh caravan hoặc là tranh sơn dầu, hoặc là tranh sơn mài, cũng đi theo là họ cũng bày vẽ cho mình. Trước tranh đinh mình có làm tranh gỗ, tranh đồ, phát hiện tranh này thì thấy là đúng với những điều mình mong muốn. Nó có chiều sâu, là nó ít người làm, thỏa sức để mình sáng tạo. Những ngày đầu tiên khi mà tiếp cận với nó thì anh nghĩ là cái khó khăn lớn nhất của anh khi mà làm cái tranh này là gì ạ? Người đầu tiên mình bắt hiện tranh này là anh đó người Pháp. Anh làm rất là đẹp, nghe anh nói là thời gian làm một tháng, vài tuần là mình nghĩ là mình không làm được đâu, thì mình tính mình không thể kiên trì được như vậy. Vui vui làm thử thôi, chưa biết nghiên cứu chất liệu hay là cái đồ. Khoảng vài tháng đầu tiên là làm chỉ hư và bỏ nữa. Nhưng mà sau đó thì giống như mình nói đó, cái gì mà không may làm hết thì mình sẽ làm, mình làm biết thế nào được hả. Nên từ đó là mình cứ làm dần. Cũng như lúc mình cũng bỏ ngang một hai tháng, giống như mình không muốn làm nữa, thì vì nó mình thấy nó quá là kỳ công á. Nhưng mà mình cũng phải quay lại, mình làm biết. Bây giờ là năm thứ 6 rồi. Trước lúc đó là mình đang làm đầu bếp ở ngoài đảng đó. Là làm công việc của mình là buổi sáng, buổi chiều với buổi tối là làm tranh. Lúc đó thì mình lấy cái tiền thu nhập của làm bếp để mình thử nghiệm mấy cái tranh này. Sau đó thì mình đem tặng những người xung quanh phòng trọ hay là những người đồng nghiệp của mình. Sau đó mình mới đi giới thiệu, đi bán, khách hàng họ tiếp nhận. Và mình có tiền là động lực của mình luôn. Khoan, em bây giờ là có thêm một cái công việc nữa rồi đó, là làm đầu bếp nữa. Cơ duyên như thế nào mà đưa anh đến với công việc đó? Gia đình mình từ trước giờ là đã nấu nhà hàng tiệc cưới á. Mình đã với lại sinh viên là mình vừa học, mình vừa đi làm phục vụ nhà hàng thôi. Sau đó mình có năng khiếu sẵn là những anh bếp là đưa mình vào. Sau đó mình học dần là lúc mình ra trường mình đã có thêm nghề bếp rồi. Là mình sau đó mình vô khách sạn mình làm nhà hàng, sau đó mình qua làm bếp phụ, lên bếp chính. Cái từ từ mình xin dần từ khách sạn 2 sao, 3 sao, và sau đó mình làm khách sạn 5 sao. Mường Thanh Luxury Đà Nẵng. Cũng may mắn là gặp những đồng nghiệp tạo điều kiện để mình có thời gian mình đi làm tranh và mình đi giới thiệu, mình đi bán. Hồi xưa mình làm Đà Nẵng là mình đi bán ở Huế nữa, Quảng Nam, Quảng Ngãi rồi. Có thay đổi rất nhiều nghề nhưng mà cái tranh này thì nó cũng không thay đổi. Bức tranh đầu tiên mà anh bán ra được thị trường và gọi là cho mình cái thu nhập từ công việc này á, đó là bức tranh gì anh có nhớ không? Lúc trước là mình làm ra được nhưng mình bán không được là mình rất là thất vọng, với lại không còn động lực nữa, nghĩa là mình bỏ ra số lượng tiền quá nhiều. Lúc đó là mình chở tranh đi bán dạo luôn. Lúc đó mình nghĩ là rất ngớ ngẩn vì không ai mà chở tranh đi bán dạo hết. Nhưng mà vô tình mình đi ngang qua một cái nhà hàng lúc đang set up. Vô chị nói chơi thôi, anh chị set up nhà hàng xong rồi mà chưa thấy tranh anh chị mua chưa ha. Tranh của em thì anh chị thấy ok thì treo, sau em lấy tiền cũng được. May mắn là anh cũng thấy quý với lại anh cũng thích. Cho nên mình đã set up luôn cả nguyên cái nhà hàng đó bằng tranh của mình luôn. Mà được một lô tranh đầu tiên luôn. Mình không nghĩ là bán được nhiều như vậy đâu. Việc mà đi bán dạo luôn. Dạo là bán làm sao anh? Tức là em tưởng tượng là anh sẽ rao hả? Hay như thế nào? Do mình hết thế rồi, hết đường rồi. Mình không bán thì mình không có tiền để mình làm nữa thôi. Thì mình phải đi bán. Lúc đó thì mình ở phòng trọ thì có thêm hai người bạn nữa. Đứa thì nó sắp xếp cho mình, đứa thì nó chắc lên đồ cho mình. Sau đó mình đi. Là lúc đó mình đi quanh Đà Nẵng luôn. 4 giờ mình đi, còn 7-8 giờ mình về. Cái ban ngày làm tranh, ban chiều đi chở tranh, đi giao, đi rao vậy. Mình đi thì mình có chủ đích, ví dụ như là cái nhà của khách để chuẩn bị hoàn thiện, hoặc là cái quán cà phê chuẩn bị xong giai đoạn decor. Mình vô nhà luôn, mình nói chuyện với chủ nhà đồng hồ thôi. Nói chung là mình chỉ nghĩ là 10 người mình chỉ cần một người mua thôi. Không đi thì mình không bán được luôn, còn mình thà mình đi mình rảnh thì mình cứ đi 10 người, lỡ có một người mua thì ra. Đi miết cái vùng là cũng có thôi. Xác suất còn 5 đến 10 cái quán là sẽ có một người mua. Thực ra bánh dạo với mình cũng treo, mình cũng 2-3 tháng mình rảnh mình vẫn tới. Mình xem lại như thế nào họ có hài lòng hay không rồi. Ngoài cái người mà chịu mua thì ví dụ như 9 người còn lại chắc chắn là cũng có những câu chuyện, có một cái câu chuyện nào đó làm cho anh gọi là thực sự không thể nào quên được trong cái giai đoạn như bán. Câu chuyện như quên là người ta họ kêu để đó treo đi rồi vài bữa thấy đẹp thì người ta trả tiền. Mà lúc mình quay lại, khoảng cỡ tuần quay lại thì người ta chuyển nhà mất rồi. Coi như mình đi xem như là mình tặng người khác đi, họ quý thành mình họ đem theo là được rồi. 2 tấm, mình chỉ bằng nhớ là 2 tấm. Còn lại đa số thì không mua họ cũng rất là cảm ơn mình, quý mình. Họ quý cái sự kiên trì của mình, dám mua nhà họ. Giai đoạn đó mình làm liên tục, làm ngày làm đêm. Mình ít ngủ lắm. Bây giờ mình cũng rất ít ngủ, mà lúc đó mình ít ngủ hơn nữa luôn. Mình ngủ một ngày khoảng 3-4 tiếng thôi. Đi bán liên tục, bán cả năm. Trong khoảng một năm đó thì gia đình của anh có biết không, là phản ứng của họ như thế nào? Những năm đầu tiên mình làm tranh này là mở Đà Nẵng, mở trò một mình luôn. Là gia đình không biết luôn. Là năm 2 năm sau là gia đình biết mình làm tranh. Nhưng mà gia đình thì biết mình vẽ từ nhỏ rồi, cho nên không có một ý kiến là dạng như phản bác gì hết, từ nhỏ giờ. Bất cứ sự lựa chọn của mình là đều do cá nhân mình đưa ra, gia đình không phản đối hết. Câu chuyện ngày xưa lúc ở trọ thôi đúng không? Chứ giờ là em nghe đồn là anh cũng phải di chuyển rất là nhiều chỗ ở vì anh làm công việc này, thì có đúng không anh? Trước mình làm ngoài Đà Nẵng thì rất là cực khổ, tại vì mình đóng đinh rất là ồn.
Buổi sáng mình làm bếp xong 2 giờ về là mình đem gỗ đinh ra ngồi biển Mỹ Khê bây giờ á. Là có mấy ghế đá mà ra đó mình đóng, là vì ở phòng trọ rất là ồn. Mình ra đó mình đóng khoảng 5-6 giờ khách du lịch họ đi bơi đông quá ngại thì mình chở về. Lúc về tới nhà xong là mình đóng 3 tiếng xong là bắt đầu mình sơn. Rồi buổi tối mình im lặng mình đang niết cờ ba đen thôi. Sáng mai mình đi làm lại như vậy đó. Còn nếu ngày nào mình làm ca chiều thì buổi sáng sớm mình ra ngoài biển mình đóng cỡ 7-8 giờ nắng quá mình về. Tối thì lúc mình sơn thì mình cũng sơn chỗ khác cho nó khỏi hôi như vậy thôi. Đó là khó khăn về những hoàn cảnh xung quanh rồi. Nhưng mà em nghĩ là làm việc với đinh, với chỉ vân vân, những cái sự cố chắc cũng có thể xảy ra đúng không? Chắc chắn xảy ra rồi. Thì giai đoạn đầu thì mình chưa biết làm, chưa biết sử dụng các loại nguyên liệu á. Cái mà thất vọng của mình nhất là mình sớm biết chọn nguyên liệu vì mình không có người thầy nào hết. Lúc đầu mình mua gỗ về mình làm, sau đó mình không biết cách xử lý, là làm xong ra mình tre vài tháng sau nó bị mo một lần hết luôn. Và sau đó là mình bỏ hết. Cái đây năm số năm mình làm đinh rất là to, đóng rất là phần cực. Mình đóng cây này cây kia mình có cây trật, cây trúng. Nó trật trúng, trúng không trúng đinh, trúng cái tay của mình thôi. Với lại nó cũng bắn nữa. Chuyện mà xịt máu xịt đồ đó là chuyện với lại mình chấp nhận thôi. Còn cái việc nào nó cũng bị, hồi lên mình làm bếp thì cũng đổ máu vì bếp, mà làm tranh thì đổ máu vì tranh bình thường. Kết quả mình nhận lại thì nó so với lại những gì mà nó khó khăn thì cũng xứng đáng thôi. Thế mình không thích làm tranh đại trà, đơn giản quá. Không tham khảo chắc chắn, nhưng mà ở Việt Nam bây giờ thì cái thể loại tranh đinh bây giờ cũng có nhiều người làm, nhưng mà anh em đa số là bỏ hết rồi. Ít người làm có nghĩa là cũng có người làm chứ không phải là không. Vậy thì anh có xây dựng một cái định hướng phong cách nào đó là tranh đinh chỉ của anh Tính nó sẽ khác biệt so với những người khác hay không? Là có giai đoạn mình chỉ làm riêng về tranh lịch sử thôi. Có giai đoạn mình chuyển qua một giai đoạn mình gặp biến cố cuộc sống là mình làm tranh Phật nguyên một năm, làm tranh Phật luôn. Mình thích làm tranh Phật, cảm giác như là yên bình như vậy. Và đến lúc mình hết biến cố là người mình sôi nổi lại thì mình làm tranh phụ nữ đồ vậy, mình làm tranh xe cộ, kia là mình còn trẻ mà cái đầu mình nó nhảy số nhiều lắm, cho nên mình muốn làm nhiều thứ. Nên bây giờ thì mình đã định hình được cái chủ đề chính của mình là phụ nữ và trẻ em và các yếu tố liên quan lịch sử. Cái dự định của mình là làm về mãi về sau là những cái di tích của Việt Nam, với lại của quê hương mình, mang lại ý nghĩa cho mình và mang lại ý nghĩa cho quê hương của mình. Làm những loại tranh đinh mà đơn giản thì rất dễ, nhưng mà làm có chuyện sâu hay là có hồn thì nói chung là mình bỏ ra công sức rất là nhiều. Tại sao lại là tranh về phụ nữ và trẻ em? Tức là cái nguồn cảm hứng từ đâu? Hay có nàng thơ nào hay không? Đúng rồi, mình còn trẻ, mình cũng như lập gia đình. Mình thực ra thì con trai cũng thôi, thấy phụ nữ đẹp thì mình cũng thích mà thôi. Mình làm tranh về chân dung những cô gái mà những người mà mình ngưỡng mộ, giống như là những diễn viên hoặc là những người diễn viên gạo cội trước đây thôi, chứ không phải phụ nữ bây giờ. Đặc biệt là mình rất là thích con nít, cho nên mình rất thích làm tranh về con nít. Em nghĩ là bây giờ chắc chắn cũng sẽ có rất nhiều người trẻ, có thể là các bạn cũng rất là đam mê lĩnh vực này. Anh nghĩ là có cần một cái tố chất gì hay không để có thể theo đuổi được thể loại tranh đinh chỉ? Thật ra thì mình nói mình không học trường lớp mỹ thuật, nhưng mà cũng có mắt nhìn đó. Quan trọng là có một xí năng khiếu về mỹ thuật. Với lại cái quan trọng thứ hai là kiên trì. Vì nhiều lúc mình làm tấm tranh 15-20 ngày xong, mình làm ra 6 rồi xong. Mình chỉ cần quay lưng lại, mình cắt tấm tranh vào một góc thôi. Với lại mình đóng đinh trúng tay trúng đồ, nhiều lúc mình đóng trúng cái tay của mình, mình phải nghỉ nguyên một tuần, mình không thể làm tiếp được. Nếu mình không kiên trì thì mình sẽ bỏ cuộc thôi. Ai mà xác định làm tranh này vì yếu tố là tài chính, để làm giàu hay là để làm thu nhập chính thì nó thật là hơi bị khó. Em thấy là có một trong những cách mà dạo này mọi người ở nhiều lĩnh vực luôn, người ta thường hay làm để mà có thể phát triển hơn cái lĩnh vực của mình, đó là họ tăng cái giá trị thương hiệu của họ lên. Anh Tính có nghĩ đến việc làm ngoài những cái bức tranh kích thước nhỏ như thế này thì anh sẽ làm một tác phẩm nào đó gọi là mình lập kỷ lục chẳng hạn, để mà mọi nhiều người biết đến mình hơn không? Bây giờ là mình đã chuyển qua hướng đó rồi. Bây giờ mình đã làm những tấm tranh mình đang làm kích thước để to gấp đôi thế này hết luôn. Là những phẩm đó làm ra thì có chỉ có một, không bao giờ làm lại hết. Nãy giờ khi mà anh chia sẻ về cái việc làm quá trình làm nên một cái bức tranh rồi từ ồn ào vân vân á, em cũng rất là tò mò không gian làm tranh của anh Tính là như thế nào. Chắc là giờ anh Tính sẽ dẫn em đi tham quan khu vực đó để mình trò chuyện thêm. Tính đến nay, Nguyễn Đức Tính không nhớ rõ mình đã sáng tác bao nhiêu tấm tranh đinh chỉ, nhưng không dưới 150 tấm, bao gồm sợi chỉ đen và chỉ màu. Tranh không chỉ được bán trong nước mà còn ở thị trường nước ngoài như Mỹ, Singapore, Úc, với giá dao động từ vài trăm ngàn đồng đến vài triệu đồng. Đặc biệt, tháng 8 năm 2023, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Nam đã chọn tấm tranh đinh chỉ với tên gọi Cây Nguồn Sống cùng khoảng 10 tác phẩm mỹ thuật khác tham dự triển lãm mỹ thuật khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ 28 diễn ra tại Đắk Lắk. Việc này khẳng định giá trị nghệ thuật và thẩm mỹ mà thể loại tranh đinh chỉ Nguyễn Đức Tính đang theo đuổi xứng đáng có được. Hiện nay, mặc dù cộng đồng người chơi tranh cũng như người sáng tác tranh đinh chỉ ở nước ta còn khá hạn chế, nhưng với những con người kiên trì theo đuổi đam mê như Nguyễn Đức Tính, sự phát triển của dòng tranh đặc biệt này hoàn toàn có cơ sở. Là đây là không gian riêng của anh Tính luôn đúng không? Rồi, nhà của mình đây. Đây là mình sống ở đây và mình sáng tác ở đây luôn.
Đây là không gian của mình, đây là những bức tranh của mình đây. Tranh này là gọi là tranh bố cục, tranh màu. Và tranh này thì nó thời gian nó hoàn thiện ngắn hơn. Và đa số tranh này là mình làm thương mại. Dạ. Bạn có nhận ra ai đây không? Đây là diễn viên Angelina Jolie. À. Tranh này mình làm ở đây 3-4 năm rồi đó. Tuy nó chất liệu á, mình nhìn mình thấy cái thời trị nó to, nó hơi thô, nhưng mà bây giờ mình cũng rất là trân quý lắm. Này này là tranh về phụ nữ hồi nãy mình nói đây. Tranh này là tranh trừ tượng. Cái này là sở thích của mình. Mình nuôi cá đồ đồ vậy trong gia đình vậy. Ở đây là tranh màu đây, hồi nãy mình nói với bạn đây. Em cũng đang rất tò mò về tranh màu đây. Màu sắc nó rực rỡ hơn, nhưng mà đối với mình tranh màu nó chiều sâu không bằng. Và tranh màu là thường là tranh người ta họ đặt rồi. Chứ mình chủ yếu là làm tranh trắng đen, còn tranh màu đây là cái sợi nó to hơn. Khi anh nói em mới để ý nha, tại vì khi mà nhìn gần thì em thấy là sẽ có nhiều cái kích cỡ chỉ khác nhau. Đúng rồi. To hơn, mảnh hơn, vân vân. Thì kỹ hơn một tí xíu về nguyên liệu mà anh lựa chọn để làm thì nó có một cái đặc trưng là loại chỉ nào đó hay không ạ? Đều nằm từ sắp xếp của mình hết. Dạ. Ví dụ như là cái mảng nào mình muốn cho nó phủ nhanh là mình dùng sợi chỉ to. Cái sợi chỉ to mình đang vô là sẽ mau kín cái không gian hơn. Cái chất liệu càng nhỏ mình làm nó càng lâu. Nhưng mà kết quả nhận lại thì nó tranh nó càng nét, mình nhìn mình không thấy sợi chỉ. Cho nên bạn nhìn lúc mà đứng xa và nhìn tấm tranh này, nó rất là mềm mại. Mình không thấy cái sợi chỉ, giống như là mình vẽ tranh chì thôi. Mình đang làm cái này. Đây là bức tranh cũng cỡ lớn anh. Đúng hả? Rồi, mình đặt tên nó là Mousin á. Thấy những cái vết phát mẫu đây không? Là mình phát mẫu bằng dao á. Cái giai đoạn phát mẫu cực kỳ quan trọng luôn. Mình không đi học văn hóa nghệ thuật hay là mình học trường kiến trúc, nhưng mà may mắn là mình cũng biết vẽ. Cho nên mình muốn làm gì là mình vẽ trước hết. Sau đó mình đóng là chất liệu đinh đây. Chất liệu đinh của mình thì không có mũ, thị trường bây giờ tìm không ít đó lắm. Mình đặt riêng á. Dạ. Đóng nó dễ bị trật của hai bên là nó trúng tay của mình. Với lại lúc mình đang chỉ á là nó không có mũ sẽ bung lên. Nhưng mà mình làm được mấy năm rồi, với lại mình cũng có dọn cho đó bí quyết của mình á. Dạ. Là tất cả những tấm đinh này đều dùng đinh không mũ hết, nhưng mà không có cái nào bung hết á. Mình đóng xong là mình phải phủ một lớp sơn trắng. Mục đích của nó là vừa tạo cái này, mục đích quan trọng nhất là nó phủ cái đinh đi lại. Yeah. Nó không cho cái đinh bị rét. Nó nhờ nó mà nó tranh nhiều bức tranh, như bức tranh này 3-4 năm rồi nó vẫn không có một xí oxy hóa nào hết. Lúc trước đầu tiên là mình không biết, là mình để im và mình đóng như vậy á, là khoảng 3-4 tháng sau là đinh nó rét, là tấm tranh mình bỏ luôn. Là mình phải trả giá cho nó là rất là nhiều tranh luôn á. Khi mà nghe rất là nhiều công đoạn làm như vậy á, nghĩa là có thể là sẽ có nhiều người họ giống như là số hóa cái quá trình làm tranh này, tức là có sẽ có những cái mà không cần dùng thủ công. Đúng rồi, tranh số hóa thì ai dám làm được hết. Ai cũng có thể làm được, nghĩa là người ta bán cái khung có sẵn sẵn cho em làm. Cái gì người ta làm được dễ quá thì mình không làm. Anh chỉ muốn làm cái loại mà tự đóng tự làm, nói chung là tự ăn tự chơi. Anh có thể cho biết là khi nhìn vào thì quá trình làm nó làm sao để mình phân biệt giữa tranh số với lại một bức tranh mà anh làm một cách tỉ mỉ như thế này? Ví dụ tranh số hóa chỉ cần một cái thước này, chỉ cần đóng một cái khung như thế này thôi, một khung chỉ, một viền chỉ, sau đó mình sẽ có các bước sẽ hướng dẫn mình. Tức là giống như có công thức sẵn. Đúng rồi. Còn cái này là bạn phải đóng đinh phủ hết tất cả các mảng tranh luôn. Rất là tốn thời gian, nhưng mà ngược lại là cái hình ảnh của mình sẽ nét hơn. Còn cái tranh số hóa thì nó máy tính nó xử lý, với lại nó bị rập khuôn á. Hiện tại có thể nói là cái công việc này nó đang chiếm quá nhiều thời gian, mà là thu nhập á, thì cái chuyện ổn hay không thì mình không có bàn tới, nhưng mà có thể là nó không có đều đặn được tại vì nó mất rất nhiều thời gian. Mình vẫn đang đi làm du lịch, nhưng mà công việc đó là công việc phụ, tranh là chính. Mình đã xác định nó là chính của mình được 6-7 năm rồi. Mình theo nó khi nào nó không thể theo được thì thôi, chỉ cần ít người làm thì cứ cố gắng phát huy. Dạ, anh có một cái dự án nào đó ấp ủ thời điểm hiện tại? Mình đang có những dự án cá nhân riêng về đô thị và kiến trúc, những di tích lịch sử đó. Rồi bắt đầu từ nơi mình học tập là Huế, sau đó Đà Nẵng và Hội An. Trong năm nay và năm sau mình sẽ bắt đầu, tức là mình sẽ theo nó lâu dài. Dạ, nãy giờ là nghe anh chia sẻ rất là nhiều rồi. Nhưng mà em nghĩ là em cùng với quý vị khán giả cũng rất là muốn tận mục sở thị. Bây giờ anh có thể biểu diễn cái việc mình làm một cái bức tranh nào đó được không anh? Đây thì những giai đoạn sơ khai thôi. Phát mẫu và bây giờ mình đóng đinh. Cái này mình đóng 4 ngày rồi đây. Thì đơn giản như vậy đó. Cái này là 4 ngày của mình rồi đây. Nó có chi tiết trong này, chứ không phải là đóng đại vô chỗ nào đóng được hết. Vậy thì em nghĩ là mong muốn của em sẽ hơi khó thực hiện đúng không? Để mà có thể làm một cái bức tranh trong một cái khoảnh khắc như vậy. Nhưng mà mình sẽ đóng một vài cái đinh cơ bản để có thể hình dung ra là quá trình đóng đinh của mình sẽ như thế nào, ồn ào hay là mang tiếng như thế nào. Ok, vậy là anh ngồi làm luôn hả? Dạ rồi. Công việc hàng ngày của anh đây. À, bây giờ là em đã hình dung được cái âm thanh rất là ồn như thế nào. Rất là ồn. Nên lâu rồi, đúng rồi, vì thời gian đóng từng cây dạ. Nó không có cái quy luật gì đúng không anh, chỉ là vô tình không tất cả đều quy luật của anh hết. Ví dụ anh phát đã lúc nãy anh phát họa trước rồi đó. Dạ. Bây giờ anh đóng theo cái hình anh phát họa,
cái chỗ nào mà chi tiết nhiều anh đóng dày vô để anh sau này anh đan. Chi tiết nào mà nó ít chi tiết, sau này mình muốn chỗ đó trống thì mình đóng đơn giản thôi, sau đó mình sẽ đan. Để mà có thể hoàn thành luôn cái bức tranh này thì anh có dự kiến được là tầm bao nhiêu chiếc đinh không anh? Dự tính mình đóng xong thì còn cỡ mười mấy ngày nữa xong rồi. Tính là ít nhất tấm tranh này ít nhất là 3 ký đinh. Bà tính ký không có tính cây đúng không? Mỗi tấm tranh đơn giản là ít nhất cũng phải gần 1 ký đinh. Cho nên tranh nó rất là nặng. Và cái này đóng từng cây miết rồi đóng nào xong thôi. Đó là thường mình sẽ có một cái quy luật là mình sẽ đóng từ bên trong ra hay đúng là rồi, như thế nào? Các bạn đóng ngẫu nhiên thì những cái chi tiết chỗ cần đóng nhỏ lại cái mình không thể bỏ cái tay vô được. Cho nên bây giờ mình đóng từ đầu ra giữa. Mình đóng tràn, đóng tràn, đóng tràn, đóng tràn ra luôn. Thì sẽ dễ hơn. Là sau này cái tay mình rất là thoải mái, mình không có động chạm gì hết, mình không có chặt. Còn nếu mà mình đóng chỗ này thì lúc đó hai bên nó giòn lại. Lúc mình muốn đóng ở giữa thì mình không thể nào bỏ cái tay vô được. Cái độ sâu của đinh á, tức là anh sẽ đóng thì nãy giờ em thấy là anh đóng hầu như là tầm khoảng 3 cái. Đúng rồi, đó. Đóng cái cây đầu tiên. Cái cây tiếp theo á mình đóng xuống. Cái búa nó cũng nằm đục với cây trước đó, cho nên là tất cả cái đinh mình đóng là nó bằng nhau hết luôn. Đó, cái đó em cũng thấy là cũng là một cái khó chứ không phải đơn giản. Là do mình quen cái tay rồi. Mình đóng quen tới đó là mình dừng lại. Bạn muốn đóng thử không? Dạ thường á, em sẽ rất là muốn vô trải nghiệm nhưng mà với tranh của anh là nãy giờ em dám đứng nhìn. Anh ơi, đây là công đoạn đóng đinh, còn cái công đoạn mà mình căng chỉ lên thì như thế nào? Dạ, ok. Dạ. Có nghĩa là hiện tại thì bây giờ mình đang không có một cái tranh nào mà đang theo kiểu chi tiết phức tạp đúng không anh? Tranh này thì đơn giản nhất của mình luôn. Dạ. Cho bạn dễ hình dung ra. Cái này thì mình chỉ có cái đường đinh vòng tròn. Đúng rồi, cái tranh này là cùng cái khung này dùng chung cho tranh số hóa đó. Đó một vòng là xong rồi đó. Dạ. Rồi bắt đầu mình đan thôi. Cái tranh này đơn giản, tranh này gọi của mình gọi là tranh bố cục và là tranh thương mại. Cái bức tranh thương mại như thế này anh nghĩ là tầm bao lâu thì mình có thể hoàn thành được? Khoảng cỡ 3 ngày là xong, tùy kích thước. Với lại tùy cái sợi người ta họ muốn nét thì mình dùng cái sợi nhỏ. Cái sợi nhỏ sẽ lâu hơn. Còn kích thước như này mình làm tranh mà tranh đinh đan kín luôn, 10 ngày nửa tháng gì nó xong được. Còn ở tất cả những cái điểm chạm giữa chỉ và đinh lẻ anh hoàn toàn không dùng keo gì hết? Không dùng keo, với lại quan trọng cái lực của mình. Cái lực của mình nếu mình dùng lực yếu quá là sẽ bị dùng. Nó sẽ bị dùng không đẹp. Nếu mà dùng căng quá là về lâu về dài nó sẽ bị đứt. Nên cái lực nó vừa phải. Cái này là kinh nghiệm. Sau khi mà hoàn thành xong thì nó sẽ ra hình như thế nào anh hả? Tức là một tác phẩm hoàn thiện. Mình đóng xong nó sẽ có hình sẵn. Mình sẽ có một tác phẩm mà làm xong rồi nhưng mà nó khác màu á. Sẽ lấy cho bạn xem là nó bạn hơi dễ hình dung hơn. Đây là cái tác phẩm giống nhau. Ở đây là bên trong là có đinh không anh hay là? Không, chỉ có một vòng đinh ngồi thôi. Ồ, đứng xem anh làm nãy giờ thì em thấy có vẻ như đơn giản đó. Em nghĩ là em sẽ làm được đó. Nhưng mà khi nhìn bức tranh hoàn thiện thì em thấy là có nhiều cái vấn đề cần phải quan tâm hơn nữa. Và như anh nói đây là một cái bức tranh là đơn giản nhất trong tất cả những bức tranh rồi. Đơn giản nhất luôn. Nhưng mà em đã cảm thấy sự phức tạp ở trong đó. Và rõ ràng như Khánh Tường cùng với lại quý vị khán giả chúng ta có thể thấy được là rất là tỉ mỉ và từng công đoạn một. Thì hôm nay cảm ơn anh Tính rất là nhiều đã dành thời gian đến với Hạnh Phúc Con Đường. Chúc anh sẽ có rất là nhiều sức khỏe và luôn luôn giữ lửa nha anh, để mà mình có thể tiếp tục thực hiện những cái ước mơ hoài bão của mình với thể loại nghệ thuật đặc biệt này. Cảm ơn em. Nói chung là nãy giờ mình cũng nói về cái tranh này rất là nhiều. Tranh này nói chung là cũng may mắn có duyên đứng với anh em mình khi nãy giờ. Không có gì ngồi tấm lầm. Mình có một tác phẩm nhỏ gửi cho ekip. Cảm ơn bạn. Tự nhiên cầm bức tranh cảm thấy rất là thiêng liêng và ý nghĩa. Tại vì em đã được chứng kiến cái quá trình mà làm nên nó như thế nào. Thay mặt những người thực hiện chương trình Hạnh Phúc Con Đường, cảm ơn anh Tính rất nhiều ạ. Chắc là em chuyển vào cho ekip ha. Cảm ơn anh Tính đã dành thời gian đến với chương trình và có một cái món quà kỷ niệm mà chương trình Hạnh Phúc Con Đường dành tặng cho anh Tính. Em gửi anh ạ. Được nhận lời mời của chương trình rất là vui. Món quà thế này thì cũng bất ngờ. Dạ, và rất là vui. Nửa mình mở quà luôn nha. Rồi. Dạ, một kỷ niệm chương Hạnh Phúc Con Đường của Đài Phát thanh Truyền hình Đắk Nông. Rồi, cảm ơn rất nhiều, cảm ơn ekip, cảm ơn chương trình. Dạ, cảm ơn mình anh. Sẽ xem đây là món quà rất là ý nghĩa để mình cố gắng động lực của mình trong thời gian sắp tới. Quý vị khán giả thân mến, và đến đây thì thời lượng của Hạnh Phúc Con Đường cũng xin được phép khép lại. Khánh Tường cùng với anh Tính cảm ơn quý vị rất nhiều đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong số phát sóng kỳ sau.